Trong những tuần gần đây, Ukraine đã có một số lần bắn tên lửa tầm xa vào cầu nối Crimea với các vùng đất do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, đối với một số quan chức quân sự Mỹ, các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea chỉ có thể khiến Nga mất tập trung đôi chút, nhưng lại có nguy cơ làm Ukraine lãng phí nguồn lực quý giá và dàn trải quá mỏng lực lượng nước này. Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho rằng các hoạt động như vậy dù khiến Nga mất thăng bằng một chút, nhưng không tạo ra các tác động mang tính quyết định. Ông khuyến nghị Ukraine chỉ nên tập trung vào cuộc phản công. Theo CNN, một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây cho biết khoảng 1/3 bán đảo Crimea hiện nằm trong tầm bắn của các tổ hợp pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ukraine đã tăng cường tấn công vào các kho chứa đạn dược của Nga cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần và tiếp tế khác ở đó trong thời gian gần đây. Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014, là một trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng cho hoạt động tác chiến của Nga trong chiến dịch. CNN dẫn một nguồn tin Ukraine cho biết, Kiev xem việc tập kích nơi đây là một phần trong tổng thể chiến lược phản công với mục tiêu cô lập Crimea và gây khó khăn cho Nga trong việc kéo dài chiến dịch quân sự. Theo giới chức tình báo phương Tây, nhìn chung, những cuộc tập kích như vậy của Ukraine ở miền Nam đã làm chậm và phức tạp hơn cho hoạt động tiếp tế và hậu cần của Nga. Nếu Kiev có thể đột phá qua tuyến phòng thủ rộng lớn của Moscow để tiếp tục tiến lên, thì việc tấn công các kho đạn dược và đường tiếp tế sẽ có lợi cho cuộc phản công lớn. Tuy nhiên, hiện giới chức Mỹ và phương Tây cho rằng khó đánh giá tác động của những cuộc tấn công này lên khả năng của Nga khi chống đỡ phản công. Thậm chí cho đến nay, một số quan chức Mỹ và giới phân tích quân sự nhận định các đòn tấn công của Ukraine vào hậu phương Nga như ở Crimea dường như không có nhiều tác động. Sau hơn 10 tuần phản công, lực lượng Kiev vẫn chưa thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Một số chuyên gia tin rằng nguyên nhân là do Kiev đã không ưu tiên cho một hướng xác định nào và thay vào đó dàn trải quá mỏng nguồn lực trên nhiều mặt trận. Theo CNN, hiện Mỹ không tích cực khuyến nghị Ukraine ngừng tấn công Crimea. Tuy nhiên, nếu chiến dịch phản công vẫn kéo dài mà không đạt được thành quả đáng kể, thì việc tấn công Crimea càng có nguy cơ trở nên vô ích. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.